Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được thay mặt cho tất cả chư tăng ni, chúng ta hãy cùng nhau có một ngày Father's Day ngày hiền phụ với tất cả những sự cảm nhận sâu xa về ân đức sâu dày của những người cha. Có lẽ năm nay trong ngày Mother's Day và ngày Father's Day có nhiều vị không có được đi ăn nhà hàng giống mọi năm. Vì năm nay chắc là nhiều người cũng ngại không đi ăn nhà hàng. Cố mong rằng tùy theo hoàn cảnh, những người con sẽ có một cái cách thể hiện tấm lòng đối với cha của mình trong ngày hiền phụ, cũng như đã từng đối với mẹ trong ngày hiền mẫu. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam, lớn lên trong nền văn hóa Việt Nam, nhiều khi chúng ta đã quá quen với đạo hiếu, với chữ hiếu, với ân cha, nghĩa mẹ. Chúng ta cảm thấy rằng tình phụ tử hay tình mẫu tử nó là cái gì rất là tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi mà chỉ cần nói ra thì mình đồng ý rằng thương cha, thương mẹ là tốt, mà bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ là không tốt. Chúng ta không muốn nói nhiều về chuyện đó, bởi vì cái nền văn hóa đã dạy chúng ta từ lúc còn tấm bé đã nhận như vậy. Cách đây mấy ngày chúng tôi có đọc một bài báo ở trên tờ Wall Street Journal. Họ kể về một cái sự trạng, đó là có một quốc gia ở tại Đông Âu tên là Romania, mà thành phố, họ có cái thành phố rất là đẹp là Sofia. Vị nào mà sang bên Âu Châu ở trên dòng sông Danube thì dòng sông này chảy qua Viên, tức là thủ đô của Áo, rồi chảy qua một số các quốc gia, cuối cùng là đổ ra Hắc Hải. Thì cái thủ đô cuối cùng, tất cả là 5 thủ đô mà dòng sông này đi qua, trong đó kể cả Viên, kể cả Budapest, kể cả Sofia, thì dòng sông này chảy ra Hắc Hải. Sofia là cái thủ đô cuối cùng trước khi mà đổ ra biển. Ở xứ Romania, thưa quý vị, mà ngày xưa trước 75, người Việt Nam chúng ta nói theo người Trung gọi là Lỗ Mani. Bây giờ người ta không còn dùng chữ Lỗ Mani mà họ dùng Romania. Thì đó là một cái xứ mà họ có cái chính sách rất là đặc biệt, là trước năm 91 á, Romania là một quốc gia theo Cộng sản, thuộc khối Đông Âu, khối Warsaw. Và ở xứ này á, người ta có một đầu tư. Cái đầu tư này rất là đặc biệt, đó là họ gom tất cả những thanh niên nam nữ về. Thay vì lập những cái cô nhi viện thì họ lập những cái trường đào tạo giống như Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày xưa mà có trường thiếu sinh quân vậy đó. Tức là những người này lớn lên chỉ biết với đảng, với nhà nước, mà họ không có cha, có mẹ. Vì trong quốc gia Cộng sản đó có nhiều trường hợp mà người ta không nuôi con hay ta không có điều kiện nuôi con. Ở những xứ khác á, thì những cô nhi mà lớn lên ở trong những cô nhi viện á, thì rất là bất hạnh, nhất là thiếu thốn về vật chất. Nhưng mà ở tại Romania thì người ta nuôi những thanh niên nam nữ, những người trẻ này lớn lên để phụng sự cho đảng. Và bởi vì những người này không có cha, không có mẹ, không anh, không em, họ chỉ biết có đảng thôi. Và họ tạo lập thành một cái lực lượng rất là trung thành với đảng Cộng sản thời đó, giống như là vệ binh đỏ của Trung Cộng ngày xưa, vệ binh đỏ. Vấn đề là sau khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở Romania,
thì có một số lớn, chừng 37.000 những thanh niên thiếu nữ mà không cha không mẹ, từ những cái trung tâm mà chúng ta tạm gọi giống như trường thiếu sinh quân đó, là bây giờ họ không còn được hậu đãi, không còn được như ngày xưa nữa. Mặc dù chính phủ cũng còn tiếp tục cho tiền nhưng mà rất hạn chế, tại kinh tế Romania lúc đó cũng nghèo. Và những người này ở cái tuổi 18 tuổi thì họ không có công ăn việc làm, họ bị quăng ra ngoài xã hội và họ phải tự kiếm sống lấy. Một số những thanh niên này họ sang các quốc gia như là Pháp, là Đức để đi làm những nghề móc túi, buôn lậu hay làm công làm thứ này thứ khác. Và cũng có một số chạy sang Hoa Kỳ trong các cái băng đảng người Romania, nếu mà quý vị đọc tin tức quý vị biết. Thì ở đây chúng ta vấn đề chúng ta bàn không phải là chúng ta nói về những cái hiện tượng xã hội, nhưng mà bài báo Wall Street Journal họ mới tìm hiểu về những người mà lớn lên ở trong những cái trại nuôi dưỡng thanh thiếu niên phục vụ với đảng nhà nước, mà những người đó không có cha không có mẹ, thì bây giờ họ đã trở thành người lớn, họ không còn ở cái tuổi 17, 18 mà có những người đã 40, 50 tuổi rồi, thì đời sống tinh thần họ như thế nào? Thì thưa quý vị, 70% ở trong số họ là vướng vào xã hội đen, vướng vào buôn lậu, vướng vào nghiện ngập và vướng vào con đường sa đà đi vào tội ác. Và ký giả bài báo này phỏng vấn nhiều chuyên gia, thì những chuyên gia đã đều xác nhận rằng những thanh niên, những thiếu nữ mà được lớn lên ở trong những gia đình có cha có mẹ, đó là một diễm phúc rất lớn trong đời. Khi mình không có cha, không có mẹ, không có tình thương, thì thưa quý vị, chúng ta đời sống tinh thần rất là khác biệt. Mặc dù bây giờ một số lớn chúng tôi, một số lớn chúng ta ngồi đây đó là không còn sống chung với cha mẹ nữa, nhưng mà hồi còn nhỏ được sống chung với cha mẹ đó là một đại phước. Thật ra ở đây có một người rất có phước, thưa quý vị, mà nói ra thì cũng không biết là có nhận không, nhưng mà như sư Danh á, ở tuổi này mình sẽ còn có sư cô viên mãn, ở vô chung là có phước lắm. Còn như đa số chúng ta, chúng tôi bây giờ không còn cha, cũng không còn mẹ nữa. Nhưng dù sao cái tuổi thơ á, mà sống gần cha, gần mẹ đó, thì các nhà xã hội học họ nói rằng, nó cho chúng ta những lợi điểm rất lớn về phương diện cảm xúc, về phương diện tư chất, về phương diện cái nhìn về sau này. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà đôi khi con người đặt quá nặng về cái tự tin, cái niềm tin vào đôi tay, niềm tin vào khả năng của mình. Có những thứ mà thưa quý vị, chúng ta không thể thay thế được. Hồi trước chúng tôi có đọc một bài báo á, ở trong đó một chuyên gia về y tế, ông nói rằng trong cuộc đời có ba thứ không thể nào thay đổi về vấn đề sức khỏe. Một là thức ăn. Cho dù ngày nay người ta có lấy những cái tinh chất của thức ăn ép thành những viên thuốc, nhưng mà nếu chúng ta uống hoài những viên thuốc đó thì chúng ta không thể sống lâu được đâu. Tại cơ thể chúng ta cần cái chất fiber, chúng ta cần ăn, cần có những cái chất vị toan, nước miếng nó tuôn ra. Quý tưởng tượng là nó bao nhiêu chất bổ ép thành một viên thuốc, mình uống vào mình cảm thấy mình chưa có ăn uống gì hết. Và thứ hai họ nói rằng không có cái thuốc nào mà thay thế được cho cái việc mà tập thể dục, exercise. Và mình không exercise, cứ uống thuốc hoài, thuốc bổ bao nhiêu nữa thì nó cũng không có thay thế được. Và điều thứ ba họ nói rằng có một thứ mà không thể thay thế được, đó là không khí trong lành. Mà ở những nơi ô nhiễm á, cho dù uống bao nhiêu thuốc gì nữa cũng không thay thế được. Và chúng ta cũng phải nói trên phương diện tâm lý đó, thì cho dù người chính quyền hay xã hội có cho chúng ta bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc cũng không thay thế được cái tình thương của cha, của mẹ. Khi mà chúng ta còn nhỏ, cái người ẵm bồng chúng ta mà ẵm bồng bằng cái sự thương yêu, chăm sóc thì nó khác. Mà cái người săn sóc chúng ta là một vị giám thị, không có tình thương thì nó hoàn toàn khác, thưa quý vị. Chúng tôi nói điều này quý vị đừng buồn.
là không phải chúng ta so sánh giữa con người với con chó. Nhưng mà chúng tôi ở chùa có hai con chó đó, chúng tôi biết là đời sống của con chó nó rất là nhạy cảm đối với tình thương, thưa quý vị. Nó lạ lắm, khi mà chúng ta lại gần nó, chúng ta vò đầu nó một chút, chúng ta có vẻ là thân với nó, chúng tôi cảm thấy nó hạnh phúc. Quý vị ở nhà mà vị nào có nuôi chó, quý vị biết điều đó. Và cái tình thương mà dành cho nó đó, chúng tôi nghĩ là nó quan trọng giống như đồ ăn vậy. Không phải là mình thương chó, mình cho nó ăn là đủ, mà chúng tôi nói đó là con vật á, đừng nói chi con người của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đi vào trong cuộc đời này, nếu chúng ta may mắn mà lớn lên trong cái vòng tay bảo dưỡng, bảo bọc yêu thương của cha, của mẹ, thì chúng ta có được một cái cơ hội rất là quan trọng trong cuộc đời, là chúng ta hiểu thế nào là sự hy sinh, và chúng ta không dám hy sinh. Tại vì cha mẹ là những người mà đã cho chúng ta rất nhiều nhưng mà không có tính toán, không ghi sổ là đã nuôi con bao nhiêu tiền, đã nuôi con bằng công sức thế nào, chỉ thương là thương thôi. Cái đó nó lớn lên nó cho chúng ta một cái niềm tin ở cuộc đời, một cái sự tin yêu mà có thể nói rằng rất khó có cái gì khác có thể thay thế được. Con người lớn lên trong xã hội mà với một cái tư cách và với một cái tâm thái mà tương đối ổn định là nhờ vào cha mẹ. Những gia đình nào mà cha mẹ không có hòa thuận, những gia đình nào cha mẹ không có trọn vẹn đó, thì con cái lớn lên có nhiều sự bất an, thưa quý vị. Đó là một cái hiện tượng của xã hội ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta phải nói rằng nếu ai sinh trong ra đời mà có được cha có mẹ thì quả thật người rất là may mắn. Hôm nay là ngày Father's Day, chúng ta nói về một sự kiện liên quan đến những ông cha, những người cha trong cuộc đời này. Người cha, thưa quý vị, chúng ta không nói hầu hết nhưng mà phần đông á, là thể hiện nam tính, thể hiện cái sự cứng cỏi, thể hiện cái sự biểu lộ của lý trí. Con đi học hay đi làm mà bị đau hay bị người khác rầy la thì bà mẹ thường xót ruột. Có nhiều bà mẹ không muốn cho con mình đi làm bởi vì sợ con cực. Người ta chửi mình không sao, nhưng mà ta chửi con mình mà thấy đứt ruột, thấy nóng ruột. Đó là tâm trạng của các bà mẹ. Ông cha không phải là không thương con. Những người cha không cũng thương con, nhưng mà người cha thương con trong một cái hình thức rất khác. Người cha biểu lộ làm gương cho đứa con cái khả năng chịu đựng, khả năng đứng đầu sóng chịu đầu gió. Và người cha đó có thể nói rằng dạy cho những đứa con bài học về sự dấn thân ở trong cuộc đời này. Thật ra thưa quý vị, trên phương diện tâm lý, người ta nói rằng bà mẹ gọi là một hiền mẫu, ông cha là bậc nghiêm từ. Cả hai đều cần thiết cho cuộc sống chúng ta hết. Bởi vì chúng ta lớn lên mà chỉ có sự yêu thương, vuốt ve, chiều chuộng thì nó cũng tốt một mặt, nhưng mà nó cũng có hại một mặt. Nhưng mà lớn lên ở trong một cái tính cách mà nghiêm huấn của ông cha đó thì nó cũng có lợi, chứ không phải là không có lợi. Vì vậy nó sẽ là một điều may mắn nếu mà chúng ta có mẹ, có cha ở trong thời thiếu thời, ở trong thời kỳ mà chúng ta còn tấm bé. Chúng ta biết được thế nào giá trị của tình thương yêu, nhưng mà biết được thế nào là cái hạnh phúc của được sự giáo dục. Và như vậy chúng ta lớn lên trở thành một con người quân bình ở trong xã hội này. Thì thưa quý vị, Hoa Kỳ đang trải qua một cái sự xáo trộn về xã hội, nền kinh tế cũng trải qua nhiều sự xáo trộn xã hội. Tất cả những xáo trộn đó nhắc chúng ta một điều rất là quan trọng, là một ở trong những cái hậu cứ quan trọng của cuộc kiếp làm người đó là gia đình. Và khi tôi nói gia đình, tôi nói ông cha bà mẹ. Khi chúng ta đi vào trong cuộc đời thì thưa quý vị, không biết bao nhiêu là những đổ vỡ, không biết bao nhiêu là những cái thay đổi của thời thế. Nhưng một khi mà chúng ta trở về lại với cái mái ấm của gia đình, có cha có mẹ, thì ở đó chúng ta tìm thấy được cái căn bản mà vững vàng.
Cách đây 2 hôm, thưa quý vị, chúng tôi có mở một lá thơ. Ở trong lá thơ này là của tổ chức BSA, tức là Boy Scout of America, tức là tổ chức hướng đạo của Hoa Kỳ. Năm 94 khi chùa dời về đây đó, thì chúng tôi có nghĩ đến chuyện là làm thế nào có cái điều kiện cho các em thanh thiếu niên sinh hoạt. Và qua năm 95 thì chúng tôi quyết định là thay vì thành lập gia đình Phật tử thì thành lập tổ chức hướng đạo, tức là Boy Scout và Girl Scout. Nó có nhiều lý do. Một á, là các em sinh hoạt ở trong Boy Scout, các em đi đâu không có chùa, các em vẫn có thể tham gia Boy Scout của Mỹ được. Thứ hai là các em mới dễ dàng để xin scholarship nếu các em có những cái badge như là Eagle Badge của Boy Scout. Và điều thứ ba là tổ chức Boy Scout họ có nhiều cái resource. Chỉ dù những cái trại huấn luyện ở đây, chúng ta có cái Aero Camp rất là lớn ở trên đường 45 chẳng hạn. Thì thưa quý vị, mấy mươi năm qua thì Liên đoàn Pháp Luân ở chùa sinh hoạt cũng tốt. Và chúng tôi thấy rằng tổ chức hướng đạo nó cũng có lợi cho các em. Nhưng mà cách đây mấy hôm chúng tôi nhận được một cái thơ của tổ chức Boy Scout. Họ gửi là vì chúng tôi có ký tên vào cái charter để đăng bạ cho Boy Scout. Thì họ cho biết rằng tổ chức Boy Scout đã khai bankruptcy, khai phá sản. Vì lý do là có rất nhiều cái vụ kiện về vấn đề sexual harassment của tổ chức Boy Scout. Thì thưa quý vị, chúng tôi đọc lá thơ đó thì chúng tôi mới chợt nhớ rằng ở trong đời chúng tôi đó, ít bao giờ mà chúng tôi nghĩ đến cái trường hợp là một cái tổ chức giáo hội mà ngày xưa chúng tôi thấy là làm việc rất có tổ chức, có quy củ, gọi là bậc nhất của Việt Nam là Giáo hội Phổ thông Thống Nhất ấy, đến một ngày nó cũng phá sản, một ngày cũng đi vào cái chỗ tan vỡ. Chứ bây giờ chúng tôi nghĩ là một cái tổ chức mà lâu đời mà có cái resource tốt như là Boy Scout mà khai bankruptcy hết. Và chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ở nước Mỹ mà nó xảy ra những cái xáo trộn về xã hội, về kinh tế, về bệnh dịch như là thời gian gần đây. Vì vậy, trước tất cả những điều đó đó, thì chúng ta nhớ lời Phật dạy rằng cái gì nó cũng vô thường hết. Chúng ta đừng nghĩ rằng ở trong đời này nó có cái gì đó mà nó bảo đảm, nó chắc thật, mà nó bền vững hoài. Năm 1975, khi mà miền Nam Việt Nam rơi vào chế độ Cộng sản đó, thì lúc đó đó chúng tôi đi đâu cũng thấy người ta để cái chữ là chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng muôn năm. Và lúc đó chúng tôi thấy cái chủ nghĩa cộng sản nó mạnh vô cùng lắm, thấy sợ. Nhưng mà không ai ngờ vào 15 năm sau đó thì chế độ cộng sản Liên bang Xô Viết sụp đổ. Điều đó nó cũng cho thấy sự vô thường trong đời chúng ta. Chúng ta sống trong một thế giới mà thưa quý vị, tiến bộ đủ thứ về khoa học hết. Mà ngày hôm nay chúng ta có bao giờ nghĩ được là cái bệnh dịch nó lan tràn và nó làm cho cả thế giới tê liệt. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử, chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một thứ bệnh dịch mà khiến cho các hãng máy bay không thể bay được. Các quốc gia phải đóng cửa, không cho máy bay vào, không cho máy bay ra. Chúng tôi nằm chim bao cũng dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà chuyện đó có xảy ra trong cuộc đời của mình. Và khi mà tất cả những cái sự việc như là chuyện của Giáo hội Nông Thống Nhất, chuyện của tổ chức Boy Scout hay là chuyện của bệnh dịch xảy ra vân vân, thì chúng tôi mới nhớ lại như vậy là có những điều rất là đơn giản trong cuộc sống của chúng ta nhưng mà nó lại là cái tài sản cho chúng ta mãi mãi. Thí dụ như tình thương của cha của mẹ chẳng hạn. Nếu chúng ta sống mà chúng ta cứ kỳ vọng vào xã hội này sẽ cho chúng ta sự ổn định mãi mãi á, thì chúng ta sẽ phải coi chừng. Đừng bao giờ đinh ninh cái bên ngoài, mặc dù những cái đó vĩ đại thật. Rồi tất cả chúng ta sẽ phải trở về lại với cái vốn liếng của chính mình. Cái vốn liếng từ đâu? Từ tình thương của cha, từ tình thương của mẹ, từ sự giáo dục, cái niềm tin của mình, cái gì đó mà cái gốc rễ của mình. Và cái đó phải là cái vốn mà chúng ta có, cái vốn sống của mình. Nếu chúng ta không sống bằng cái vốn sống đó mà chúng ta sống bằng cái hư ảo bên ngoài đó, thì một thời gian nào đó chúng ta sẽ không còn gì hết. Vì vậy, hôm nay là ngày Father's Day đó, ngày của Hiền Phụ. Một lần nữa chúng ta cũng tự nhắc với chính mình rằng
Nếu chúng ta sanh ra đời mà có được ông cha, có bà mẹ thì chúng ta may mắn vô cùng, thưa quý vị, may mắn lắm. Nếu chúng ta sanh ra đời như những thanh niên lớn lên ở những cái trại nuôi dưỡng thanh thiếu niên của Romania, bây giờ cái chế độ cộng sản Romania giải thể, thì những thanh niên này không có cha, không có mẹ đó, thì thật sự họ rất là tội nghiệp, họ tội nghiệp lắm. Và chúng ta phải nhận rằng mình có phước, và mình nên trân trọng điều đó. Và nên trân trọng nhất là mình còn có được cha, có được mẹ trong cuộc đời này. Thì chúng tôi tin rằng cuộc sống nó giống như một cái chánh điện mà chúng ta đang ngồi đây. Chánh điện này mà sử dụng được á, ngoài cái nền, ngoài cái nóc thì nó còn có phải có vách, nó còn phải có cột, nó có nhiều thứ ràng rành lẫn nhau chúng ta mới có được ngôi chánh điện này. Thì tương tự như vậy, cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, rất cần nhiều cái sự kết hợp, mà đôi khi chúng ta quên bẵng đi điều đó. Có ai trong chúng ta mà cảm ơn cái nền chánh điện này đâu? Không có. Chúng ta quen rồi, đi đâu bước vào chánh điện cứ đi thôi. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng có cái nền, có cái mái này thì chúng ta mới có được những giờ phút yên ổn tại đây. Thì những hình ảnh của những bà mẹ thân thương, những ông cha nghiêm nghị, nhiều khi chúng ta cảm thấy khó khăn lắm. Chúng tôi có nghe một vài thanh niên kể rằng ở trong nhà với cha với mẹ cảm thấy bực bội quá, dọn được ra bên ngoài sống độc lập tự do, đúng là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Một ngày đó mới thấy rằng mình thiếu cha thiếu mẹ đó là cả một sự mất mát lớn ở trong cuộc đời. Vì vậy tất cả chúng ta hãy cùng nhau cảm niệm ân lành của những đấng từ phụ, của những ông cha. Và chúng tôi biết rằng ngày hôm nay có lẽ là con quý vị mời trong nhà hàng chắc nhiều vị cũng không nên đi. Bởi vì nếu mà quý vị cứ gặp con ở trong mùa này thì có khi con đi làm hay đi đâu về cha mẹ, mặc dù thương thương cũng đông gì cũng khoảng cách và mang khẩu trang. Và nếu mà thương cha thương mẹ thì nên có một món quà gì đó. Nhưng mà món quà quan trọng nhất của ngày Father's Day này là sự an toàn. Sự bình an là quan trọng, thưa quý vị. Ở bên ngoài đó, mặc dù mọi thứ đã mở cửa, vì vậy chúng tôi thực sự không có mong rằng quý vị có những bữa ăn rất ngon ở tại nhà hàng. Và chúng tôi cũng mong một điều là con cái có về nhà thăm cha mẹ đó thì cũng nên giữ khoảng cách, mang khẩu trang. Cha mẹ được bình yên là điều tốt nhất. Và có một điểm mà rất là đáng buồn trong cái ngày Father's Day hôm nay đó là tờ báo New York Times họ đăng về trường hợp những nursing home tức trại dưỡng lão đó, họ đã đẩy ra ngoài những người mà họ cảm thấy rằng có dấu hiệu đe dọa mà không mang lợi nhuận cho họ cao. Và những người này rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Trước đại dịch đó thì nursing home là cái chỗ yên thân cuối cùng khi mà cha mẹ lớn tuổi không ở chung với con cái được. Bây giờ nursing home lại là một cái nơi bị lây nhiễm nhiều, và còn tệ hơn nữa là nursing home cảm thấy rằng họ đã bị quá nhiều gánh nặng, do đó họ lựa những cái đối tượng nào mà tương đối là đem lại cho họ lợi nhuận nhiều thì họ để, còn những người nào mà không mang lại cho lợi nhuận thì họ đẩy ra bên ngoài. Đó là một điều rất là buồn. Mong rằng tất cả chúng ta dù hoàn cảnh nào cũng không bao giờ để với ông cha bà mẹ của mình lớn tuổi rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Và chúng ta hãy xem sự có mặt của ông cha bà mẹ trong cuộc đời này là một điểm hữu duyên, hữu phúc, hữu hạnh cho tất cả chúng ta, chứ không phải là gánh nặng. Chúng tôi chúc quý vị có một ngày Father's Day, một ngày hiền phụ rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ sẽ được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin đầu tiên là ở tại Nhật Bản, theo một nghị định mới và đã được thông qua bởi Quốc hội Nhật Bản, thì thưa quý vị, đã có một sự thay đổi rất là lớn ở trong sinh hoạt của Phật giáo. Đó là cho phép các chùa được sử dụng những phòng ốc mà trống để làm nơi cư trú cho khách. Về điểm này thì nó có hai sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua. Người ta thấy rằng có một số các cái tu viện mà ngày xưa cất rất là nhiều tăng phòng, mà tăng phòng đó bây giờ thì không có người sử dụng, thường xuyên bỏ trống. Ngoài tiền bảo trì thì lại không có
mang lại bất cứ một cái nguồn lợi tức nào để giúp cho chùa viện. Và bây giờ họ thấy rằng những ngôi chùa lớn có nhiều phòng ốc nên sử dụng, nếu có thể được, để cho mướn, để tạo nên một cái lợi tức cần thiết. Và trong thời gian gần đây thì có một hệ thống cho thuê phòng được phổ thông khắp nơi trên thế giới, đó là hệ thống Airbnb mà người Hoa Kỳ sử dụng rất là nhiều. Qua hệ thống Airbnb thì người ta có thể cho thuê một căn nhà, một trailer, một chiếc tàu, và nơi đó có phòng ngủ, có nhà tắm, thì có thể cho những người du khách nếu muốn thì có thể đến. Nếu chúng ta vào Airbnb và tìm ở tại Nhật Bản và đánh vào chữ Buddhist Temple ở trong phần filter, thì chúng ta sẽ thấy hiện lên một số các ngôi chùa. Thật ra thì đây không phải là một sáng kiến đầu tiên, mà từ lâu ở tại Hàn Quốc, người ta có một cái chương trình gọi là Temple Stay. Temple Stay ở tại Hàn Quốc nghĩa là cư trú ở tại các ngôi chùa Phật giáo. Những người đến đây thì hoàn toàn phải theo cái thời khóa sinh hoạt ở trong chùa. Và thưa quý vị, người ta có thể vẫn tận dụng cái thời gian ở trong chùa để cảm nhận cái không khí thanh tịnh, tĩnh mịch. Và mọi người ta phải tuân theo một số các luật lệ nhất định, như là không có ồn ào, không có uống rượu, không có hút thuốc chẳng hạn. Và chẳng những vậy mà họ còn được giới thiệu vào trong nhà bếp của chùa để có thể ăn thực phẩm như là chư tăng ni ở trong chùa thọ dụng, và học cách nấu ăn theo người Hàn Quốc. Ở Nhật Bản bây giờ thì người ta thấy rằng chính việc cho phép các ngôi chùa cho thuê các phòng ốc đó, nó có thể mở ra một cái sinh hoạt mới, là người Nhật Bản khi đi đó đi đây có thể sử dụng những ngôi chùa làm nơi cư trú. Và chẳng những có lợi về phương diện ở cư trú mà còn có lợi phương diện tinh thần. Và do vậy có thể là mất một vài năm nữa thì chúng ta mới có thể lượng định được là điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt của Phật giáo Nhật Bản ra sao. Nhưng mà ở tại Nhật Bản thông thường là những sáng kiến được thích nghi rất nhanh và được đem áp dụng một cách rất là triệt để. Hiện nay thì có 95% người Nhật Bản ghi ở trong cái giấy tờ của họ, họ là Phật tử, có mang niềm tin theo Phật giáo. Và như vậy là một quốc gia Phật giáo không nhỏ ở tại Á Châu. Quay sang một quốc gia khác, đó là Singapore. Thưa quý vị, trong mùa Phật đản năm nay, giống như hàng năm là cộng đồng Phật tử Singapore từ ngôi chùa này sang ngôi chùa khác, từ tông phái này sang tông phái khác, đã long trọng cử hành mừng sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà năm nay thì có một số các ngôi chùa và một số những Phật tử lại có một phong trào mới nghe thì rất là lạ luôn, chưa từng có. Đó là dưới cái sự lãnh đạo của Thượng tọa Yumi, một vị tăng, người tăng sĩ, người Hoa ở tại Singapore, và một số đông đảo các thanh niên đã in những cái flyer cũng như là dùng phương tiện truyền thông đại chúng để cổ vũ mọi người một điều rằng nhân ngày Phật đản xin mọi người đừng phóng sanh. Mới nghe thì rất là lạ, là tại vì ở trong quá khứ thì luôn luôn những ngày lễ như Phật đản hay Vu Lan người ta thường phóng sanh, phóng sanh giống như là bày tỏ đức hiếu sinh, bày tỏ lòng từ bi. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, một số các quốc gia như là Đài Loan hay là Singapore, Nhật Bản, người ta khuyến khích quần chúng hiểu một điều rằng đem một sinh vật như con cá, con tôm, con rùa từ ở vùng này xả thân vùng khác, nó có thể làm xáo trộn cái môi trường sinh thái và gây hại rất là nhiều cho những cái sinh vật đang sống ở trong ao hồ. Điều này chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy ở các ngôi chùa, ở các nơi đôi khi có những cái hồ mà người ta thả rùa đầy chật cả hồ. Và đối với những người nuôi thú vật thì họ nói rằng điều đó nó rất là tạo ra một cuộc sống rất là khổ sở, rất là tai hại cho các loài rùa. Và dĩ nhiên thưa quý vị, một cái thói quen rất rất được ưa thích kể cả ở tại Việt Nam, đó là người ta thích phóng sanh, người ta mua cá rất nhiều, người ta có tiền mua cá rất nhiều và thả cá đồng thì đem đổ ra sông, rồi cá sông đem đổ vô trong ao hồ, và người ta cứ nghĩ làm như vậy là làm phước. Nhưng mà riêng ở tại Singapore thì chính phủ đã giải thích rất là nhiều là cái việc phóng sanh mà như là truyền thống đó, rất là tai hại cho vấn đề môi sinh.
Và ngày nay tại Singapore họ có một cái luật là nếu một người thả một con rùa hay một con cá xuống một nơi công cộng thì họ chịu phạt đến 50.000 Singapore đô la, một số tiền phạt rất là lớn. Và do vậy thầy Yumi và những người cộng sự với thầy đã làm một phong trào kêu gọi những người Phật tử là nhân mùa Phật đản xin đường phóng sanh hay là lén phóng sanh. Nó kể ra cũng là một câu chuyện rất là thú vị. Và bản tin sau cùng của ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là sự việc một tỉnh của miền Nam Thái Lan. Người ta nhận thấy có một chuyện cũng hơi lạ lùng, là có một vị vào xuất gia gieo duyên ở trong chùa, xem ra rất là tinh tấn. Nhưng mà trong truyền thống Phật giáo Nam Tông thì chư tăng mặc y, thì khi ra đường thì trùm y kính, nhưng mà ở chùa thì phải để vai trần, gọi là mặc y vai trái. Khi để y vai trần ra đó, thì ở trên một cánh tay của một cái vị tu giáo duyên đó lại có cái hình xăm của Chúa Giêsu. Và những người ở trong làng, trong chùa lại thắc mắc là tại sao một người mà theo Chúa, tin Chúa, xăm hình Chúa ở trên tay của mình như vậy là bây giờ vào chùa tu trở thành một vị tăng sĩ tu giáo duyên. Và sự thắc mắc này đã đến tay cảnh sát. Và khi cảnh sát vào cuộc thì mới sau trục điều tra thì mới khám phá ra rằng đó là một tội phạm đang bị truy nã đến từ Malaysia. Người này 6 tháng trước có một cái phạm tội giết người ở một cây xăng, và chính phủ Malaysia đang truy nã người này. Và cuối cùng thì cảnh sát đã dẫn độ người đó về Malaysia. Nó cũng là một câu chuyện trở nên truyền kỳ ở tại miền Nam Thái Lan, là một vị tăng sĩ có xăm hình Chúa Giêsu bị bắt áp tải về Malaysia. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong tuần này ở tại đây. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát thanh Đường Về Vĩnh Giác của tuần tới. Kính chúc tất cả một tuần lễ an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.